Okay. Dương mà mơ để lên bóc kê thưa mày chân nó không à ai và ai là đá bỏ ai thì kho đá nó mình mẹ sợ bay buôn để xem mẹ tiền lấy tiền đẳng hóa anh ấy mẹ ad mẹ để lên mẹ tiền muối muối vì đang phải phim ID nhưng mình ID anh ấy mẹ update thốt nên mẹ update chả hàng một với nó sợ từ ở ATP mẹ sợ tranh xanh này đấy mẹ ad nhưng phở thốt tiền với những phở kẹt như thế chắc là p nhưng phở mẹp lốt cứ dùng phở ATP method which mua delete method delete rồi đấy chân mới dù ở cái này tờ đáy lại còn hai slide cái mùi tiền slide ID ID nâng ID qua thì kho là dùng chọn lục chân dùng ai mà tay như mới trong thao lục mấy em mấy thì hoa nông đi thế này ID nhưng bỏ bỏ ID từ ở lớn nhưng trong đăng tiên mà tổng off sẽ đăng ID này như này thế cho ra hàng lớn nè bài muối xa muối mà nó copy nó đây tôi mới là app dương sần nè lơ ghê nè à lớn do nó lục lục trình nhưng có bo bo ai đi dương tới hai try à đúng không chứ không dù ở thì quay tới ghê tôi can dù ở môi nằng bây giờ dù ở đam bao giờ nắng nhưng mà to mỗi slash ID bao giờ rồi nè hai vị request tam dạng delete method trong bên năng viện ok này article delete successfully bây giờ tôi mơ lượng app bao dương vĩnh bạt ba này bạt ba đấy nè bạt ba này chẳng bây giờ nhung delete sạc mà đó tiện lượng id từ đài bây giờ có thể phê lại xa mình những delete ba này hay mà delete tiết việc khó khơi như thằng thằng chẳng là bây giờ lead bán admin ấy còn khoe tới viên lúc bây thời trước lại nó như thế mày và cao method để lead mua tiền màu tỏ chẳng nhông tơ can echo lại nhờ bao dưỡng ta xây nó không ná lỡ trong tệ tôn mùi ca nghe để lead ấy xây này nè nhưng cho tơ can thử biết lại nắng cho dù biết màu tệ tôn mùi đây là get method nhông phờ tật đá là respond message tật đá nhưng mà phở em xem như thế phụ nhưng ai phở luôn ban lại nữa phụ viết bong máu nhưng có chắp message mỗi message delete mỗi message update nhưng có add đấy được điểm này chấn ập bạch từ một cái đây là cái message time thế này chấn còn là một cái function đẹp delete mà cho nên insert phụ giấy delete này function delete article nhưng mà ở đây delete time cái tạm ID này ID integer nhưng bỏ ID cho lại nè chân và toa mò tiết cứ hàng lớn nè đôi giật kia ai copy phát ban chân đôi kia cũng copy mà tập off mò tầm resume nè section đó resume copy nhưng mà đặt nó lên list bao giờ miên dài nhưng hiện thờ à là bỏ miền sạp bỏ viên sân là dù library của mình phở năng này còn thay vì sẽ quay những năng này tỏ chân URL anh ấy URL dưỡng cứ do URL hàng lớn này nè nè à toàn mình slide đi thôi bỏ dưỡng delete mình slide đi mới đi đó chân lại nó thơ mạch to thèm chân mó slide kìa sao ID hả ID vô mà bị ná nè ID ạ những bọt trầu tam pa mạch tờ chắc ba này dụ ớt hai mùi hai method và anh phô hết tới chị ấy delete hai tẹt to mùi để ta ní article lên ní thử ca ớt thử ca thầy lục cháo HTTP body article data này có phở ca đấy lục cháo to mà tiết ấy kìa library request này section dot request này những tờ đáy này phố viết respond máu nhưng mơ mình miên ấy kìa
bên này respond mà bên miền message đôi khi nha thà đá nè chấn tục khi mà đá tới bạch đấu của bạn lại nè vừa dương trong ban là message từ đá rồi dương trong ban fc chứ dương ai từ c luôn ai đang nóng lắm ba này nó đôi khi nha vừa away để respond mà bên chờ rồi khơi nhắn bên miền message miền data miền code đây chẳng hạn chắc là nó dương ai trong ban đấy nó sẽ chật dương này lớn vô message mau đấy chấn tập ban lắm delete ban nắng copy password này đâu là message nó hay dù ở đấy bà này chẳng ở nơi không presenter dưới được nghĩa thay mà message tiền mất này presenter nè nè presenter này anh ấy get insert hai nắng delete delete article bỏ id cho chẳng hà thì call switch dot delete bỏ id cho mà chẳng phân năng này phù không đi à respond message nhưng thương hai hoài chẳng không ai phù bài thế là phân năng rồi à, toàn đấy mình tịch mình nếu không ai chờ này tầm mơ là switch mình nhìn đồ toàn này switch switch mình phân năng để delete ạ presenter tớ thay mà mọc phân năng rồi cho controller dung bình thay mấy kìa controller ở bên đây thử thám có hai delete năng tới bỏ ai đi chỗ bán thật chân từ controller dung bình dùng controller chúng lại respond message ní là toàn mang sai ấy là chúng ta copy code nhưng mà đã máu là alert dương mình nhá qua alert được ní chưa sai ấy chọn copy khác alert được ní chúng là alert hay bao nhiêu trong lúc trong ấy như thế mày nè à ô swap màu hàng chuyền đại rồi chúng là bay thừa năng bán nhưng thằng ô rải message mui thôi bỏ về mui kì cha mẹ bỏ thẻ bom vũ edit nên này nhưng phờ anh nè edit action for row at index part chẳng còn nắng vía return hai cái chia array này cái array này thẻ bom vũ row action chẳng nói nó dùng ai mình delete mình edit mình đây chân thật ở lớn nhóm đã thông tin hai mắt mình edit mình ấy hai mắt chẳng let edit smart năng ấy nè UI theo bo view mơ tam nếu nè UI theo bo view action nè bị phá nè chẳng mình style mà bây giờ style với vô edit nhưng vô default đó ai khó đó là edit handler nè thế lại handler về edit article code về ở bên tiếp delete đó chúng copy phá nè anh ấy dùng cho style default lấy dùng cho destructive nè delete
Hi, on your return, I get away. Return edit. I don't delete the wing. Tony. Jenny got override and wait. How you acting over no bunny? I learned that ran. That ran thân. Jing it in me. Yeah. Oh, my chink a home of beer. Delete at this time, I think a home be. Now you're normal. Default, I think a home. Normal. Hi, I need that at delete my mobile. Wait, so my change here. Yeah. You may try now. Thì mà này mình là edit delete đấy trong đó chơi delete I will delete nó chào từ chẳng dương còn là hai cái message thì sẽ hai mình nhập hợp mắt ba này chẳng là p delete này là p chơi delete nhưng ai đã lỡ xua kê rồi gọi ai thế các bạn đó này là nhiều bạn bạn chặn đấy xe vô mỏ chẳng hai cái mà hợp hai article presenter dot delete article hai bo id ID với chỗ ID với vô tam mà chặt tam này ID với bên đây không rẻ này ai thì khó này chắc là dân chặt tay địch hàm rồi nè địch hàm đọt rô á ta đi ban object ai thì khó mùi hãy mà đọt ID một tiết từ ban ID một việc ok rẹp chạy đi về delete chúng ta phải delete success nhưng thường bạch I will remove nó trên phí để bị theo bò dù bây giờ chúng ta I will mạch thì lâu đẹp tá mới dừng đạm mạch lại nữa nhưng hai xe đọt ấy kìa từ bốn dân thử lúc với trên phía rẻ thành bây giờ rẻ dân đâu đá nè rẻ dân nè sẽ đọt ai thì khó đọt thì mù add thì kìa index hạt thấy nhưng mày tiệt nhưng lúc với trên phi ở lúc với trên phi theo bom vũ bây giờ theo bom vũ đọt đấy đọt thì mù để delete ok đọt delete rồi chấm add index hạt nhưng họ bom index hạt cho nó anh ấy animation viết nhưng do ấy vậy do fade fade đặt fade nhau bán đấy mà gan ra đây kìa ồ anh ấy array bao huy lại lại chia array to ran máu ở trong lúc tại vì những đạn chấm kia vì lục môn hai bị khá internet dứt anh ấy lục môn hai bị request request hai bằng việc đá chóc bằng việc lật message mà thà trong việc sao internet dương dứt vì ai bật được tam môn hai bằng việc lật mà hẹp dường lấy nó sạc lấy lục ấy mày đỏ đi mối nè anh khó hai bên để liên tục fully internet lớn trong sân thì ran đỏ tiết lục đi ạ nó tiết nó mơ với bạn bạn đại tài bạn bạn này độ mới tiết là nó tiết bạn này nhỉ bạn bạn đó này anh mau tiền này tài gì cho nên anh em hú lục trao đó này bạn này cho nên delete mantic cho này ở bên đây gọi request à tập về update mấy update đôi insert chẳng đôi post chẳng này bỏ cái id tới đằng này mỗi nè này delete post insert thì update đó lấy cái delete nó thì má sau update thôi không vợ
ấy nè dương mơ thơ là ngày hai sạp nó là miền trội ấy thơ trội ở bán nè bắt đầu trội hai cái từ mà pay chơi rồi dù detail tiền description tiền mà ta gọi là toàn bán thơ chẳng tới với nhà thơ là nắng mà phong á bả nếu để tay những tiền nó sẽ gọi cho tới bỏ về từ new pay chả được thế này bây giờ dương họ đón thơ contact thơ ấy á thích app thích ấy đấy cái này đây bạn chẳng như bỏ lại đi tới đấy bỏ lại đi tới tiền mà của việc khác à bây giờ nhưng mà hai người lớn đi à lấy mà hai đặt một kiếp hay là hai kho này chẳng cái chơi tiền mà chờ dù hai nhà pin này là phải cho ta một hai tiết mình cho ai biết được tiền mà họ mau về nó cả đấy khác việc kẻ chuyên trong này ba rồi. Lại đến đây đi. Nhìn đến đây. Ờ nên này cái này ở đó là default này default vô cái hòm vô normal á mà nó vô default với trên cái hòm nè rồi edit anh nè là edit mới tiêu edit đừng tham mạch cho edit mạch bao nhiêu hay edit rồi mạch custom á. Thank you.
Thuận ái này. Nhóm miên bay buồn ai đĩa đấy con tá ai cặp họ thuận ái các bạn đấy đi họ mơ xanh bây giờ cái này em ai chờ bả đấy em ai thư AI ai thuần ai chẳng
Nee, fine lắm chị. Nguyên anh đi copy file. Chị ai đi bay buôn chạy nè. Tại ai do ai kịch thương ai sẽ thì muối thở article này cho mình đó. Đôi nhông thơ ai như này. Còn tái ai vừa xa chuyện nè. Vậy tứ anh đi mơ tứ vừa mềm chị. Còn đây mơ tiên bom biến thông đại đấy thử đi sang mấy ai sát miền dụ ai miền thì tới mơ tới đôi em qua miền kê mui rồi bà loan hóa về mà chẳng ngày ắt ắt này đi chẳng miền mộng nghe anh xây tiện được không đang chẳng tới buổi tiết to một cái lander app ní đang khen cái lander mai được không app store ngày khai mai nâng ngày ngày mà rồi pi rồi bay rồi nhá ngày nào chụp bắn đấy nhá bao ngày là lợt rồi thì sân thẻ vào ngày ngày sân đấy nhá lại lại chăng này chăng ai thơ gì là nắng tôi bay cái men xéo và những ai thơ mỗi luôn dương đó đi sáng bạch bỏ dương đấy chứ anh ấy tao mới ai ở server để tá lên server bà mơ lơ calendar đấy chứ cái tôi một ngày sau ngày ấy dưng random rồi ơ dưng mình là dưng loop dưng ấy chạy mà rồi dưng mình đại số rồi đại số vui chờ đây mà chăn nằm mà chăn nằm chứ anh ấy cái tôi một data store là call data một chiếc edition là app mà nó store là call data đấy rồi edition là app này vui ai và họ nên tịch database nên tịch ta nhóm bên đây là bay muối ta đang thập hở cao đó đấy lịch vào đấy đây là bay đi sân không ai nữa nè chun nạn nó đang thập hở cao đó đấy nhóm nhóm vô mau bình nạn đấy dù đài sân rì nè dập biển bị khmer 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 để miền này ta đấy khi lại chia định web view rồi đó này trong mà sao trong thời nó cho những ai đặt bài hàng vô từ research hay là phần nào tới nó khó kho lại ta đây nên mới tiếp music app mà đấy âm bị stream play âm bị stream lơ computer lơ tụ sạc offline như gọi download âm bị stream mà tạm lơ không tụ sạc như vậy cho tới store là kho lại ta store là ấy cho tới nó app đây tại cái tôi play cho ấy nữa ai search mơ tôi khuôn ai hai hay tôi gõ xua nhóm ấy bà nè ấy quick nó thích thơ lùm hát thơ ấy chẳng với tiết chat app file bè file store này file store file bè nữa nhóm ngày muốn bà hai tại tao mới store đấy tại vì đọc chung bên ấy lên năng miên được gọi chẳng sơ ai copy file ấy thơ ấy bán chẳng nhóm cái thang ai thôi bà này chat app dân thì thơ rồi còn ai họ idea ấy thơ app của ai à nó theo tôi là app á phải nói về chơi chưa chứ không bây giờ thằng khánh app dưỡng ở miền bán buôn thèm skin lang tơ chẳng đó hỏi tôi mua đặt tá store lừa copper thật là phở kho đặt tá rồi copper server ta nó ai phở kho đặt tá không bán đấy mà thân gì một bạn họ API tại mà thân gì ai thơ em ai người này bán ngồi ồ đấy lại đây hai thì tới du ai du ấy bên ô tô lên ai đây sao như thế thơ mà sao ăn nữa dạ phê mặt hai thì chọc từ thì sơ thơ như thế nào và mặt hai mặt đây dần đồng bình thì like trí phở của bạn này nó chăng xe thì ở thì phần mãn đi mãn phần mũi vậy qua rồi ở phần mũi rồi này ai vô bị non nắng còn bán rồi còn ai kết hồ bị khéo còn ai còn bán này đây và thời do nắng đi đất xuống đi do do tròn kia ấy ngoài tròn kia tôi kém mà tôi kém còn bán đây này kém mình skin tick mà skin này nè mà screen này nè mà thơ kém thơ là CD thơ ấy mà nó
Yo. Vất như ai search mơ là internet là ai địa thử app ấy nó bị miên trở này có app khác vì tiện to mùi server mùi ấy đây nhưng việc bạn ở ở đây chậm một cây sao là phần này này bao dương bao kì bao dương tụi sao bao dương ở thời ca vậy nhưng còn bao permission lớn đi tới này tiện to mùi permission ấy nó dương ai tại tao location mười map mười ấy ai phở Google Map Library của bạn bảo viên xéo của bạn này còn tham map bảo viên xéo via apps app app sơn miền play chờ nên học mai chứ tới phở phở bỏ Google Map lo chưa trong xe nó có thì tết mới tới của sol mà tết tia đây to cho mấy delete hái này lục bán này anh đi delete file này để sai rồi delete file operation delete file của hai chị mình đã delete hai nhưng delete to tiếp đi chọn ở id họ khởi delete file này còn tái bị bật thì đi bật này ở bàn chạy đẹp khăn đây ta lấy những hai update mới tiết có tái còn là code update thôi mà đấy implement làm chăm vô từ thơ không ai ngon thằng chẳng update từ switch viên vậy chứ như là mới lại update mới dừng nè em ai update đấy kịp thời cái này message thì một phút á, thế tôi update thì một phút. Chấn để ta để bỏ tới cứ đôi mũi insert này, nè, cứ về thời ca title description ấy được nhiều. Còn tái id viết với bỏ tam nhận dù ở đây để link mình nhắn. Lần mình tiêu ho tẹt to mùi là nơi nào mùi này. Get all mùi đẹp. Nè, id phần nắng. Lờ kia nè, ấy từ update chẳng ai đi môi nó nè, mua vía ấy cái ấy ở đầu bị cho nó lịch môi đó là mà đặt đại đấy mày ở hồi mày đầu mày môi linh vàng cho update yeah, success này. Update successfully cho ta ở đây tôi mở đi mình AA cùng sky fresh máu thì bạn bị mà nhưng update chẳng là vậy bỏ tới cứ đôi insert đang nữa còn là đôi dù ở time thì tôi biết mỗi slash ID mới tiền chẳng lại nắng như thế mày copy đá copy part đấy function update article bỏ article cho article cho nó chứ chúng tôi copy lại insert như mau này vô bên miền đặt ta mới đây oh này đặt ta dương miền đó oh đó thầm resume chứ là vậy thật đồ đôi khá là thì mua cái tông dụ ở đây cái article dụ ở slash lại slash id id tiên vô vì ninh mỏ article ninh mỏ này
article dot I id and wrap tiếp tục mình method đâu đó là cái hột hai anh ấy được ní ở bên ấy từ tài khó mới có từ tài đây hay pay update success nhưng mà mơ mấy nè mình này kì mình mấy xây mình này được ní ở tài lên này chắc ọt ọt bạch thử ấy đấy thịp năng tài tới hai ní từ tài đấy nhỉ nó phân nào update hai này phân nào copy ha tập với tư kì presenter với function okay. Update article box article cho article service dot update article box article cho mà chẳng phần năng này phần năng app nhưng anh ha update article phở ban này rồi phần năng quá chứ lấy chọn update thương bách từ controller ở trong update nhưng ai thêm máy rồi edit máu từ báo hệ mới tiên update được gò máy nó sẽ chặt dưới này tao lỡ chặt này dân phở hệ add new đá của bác này thế cho nó chăm chăm add cho à add new đá lỡ chặt đo máu thơ mùi alert alert mòn alert đô ta ở cái gì thay thó ba này update là thay thó ba này nhưng chăm vô tư vấn chăm thư của ai nhá cho tôi new page update chấn nó phê edit lỡ nhóm bạc ca alert mà nó alert okay. UI alert controller update article xây mạch đại nhiều lắm mình tiết alert dot add text field đặt placeholder mới vậy đặt hai cái new hai thò rồi text bao vía text bao vía nhìn chặt vô trên pì này pì article bao vía màu cho article ở đã sell không index hat dot row dot đây cái dot title đó là bạn đang các bạn ấy hay add action mùi alert dot add action mày UI alert action đó và tha sale style cứ vô normal handler với handler với thằng mạch từ hai cái gì vậy rồi kìa chạy dọn mong món đọt đi kìa dọn default như từ hai presenter sẽ dot article presenter đó đây kìa đoạn update chứ thử bỏ update cái article lên cho mình này nè bỏ thì article lên cho mình tái môn đồng dưỡng bỏ article cho chụp article tìm mà lợi article thì bỏ tam row bỏ vía hình đạch hạt đỏ row bỏ vía mà và tái môn phê dưỡng bỏ cho dưỡng thử mạch dưỡng thử update hai thôi bây giờ mình này chấm how to sell dot article dot cái dot đặt index dot row dot title mà là ấy mà là alert dot text field dot first dot text đấy to này như này dương được chắp vô text field tí muối rồi bỏ cái bỏ lỡ để dùng add này dùng bạn add nữa hãy đọt tạch mà vô tạch phía nhưng mà muối thì nhưng add cho là muối nhưng đọt phơ mất ba này nhưng mà tỏ à lỡ phân nắng thì xả ra mới update ba đó.
ID ចូលតែ ID វា មាន ស្រាប់ តើ យើង .id អត់ ទេ ID វា នឹង មាន ស្រាប់ ណ៎ អញ្ចឹង បោះ object ទៅ នេះ object article នេះ មក DOM នឹងទៅ វា មាន ទាំងអស់ ឥឡូវ update 1 អត់ ចេញ អញ្ចឹង អត់ ចេញ អូ អត់ តន់ ហៅ cell .present មក ហ្នឹង cell .present alert true នេះ đệt nè chập bị bía đồ đặt đây kì update hit article xéo nè you have been updated article successfully tá kia mày ở to mang để ta thay mày cho mày nè update hit title đó vì tiền mong đó tiếp mình mang mà đó tiền chắc lại nắng ai thay mày reload ក៏ reload អត់តមក data ថ្មីដែរត្រូវទៅ quest យក data ថ្មីមកមួយទៀតមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលវា response message មកនេះធ្វើម៉េចយើងអាចទៅហៅនេះទៅហៅពីនេះមកដាក់នេះឲ្យវាទៅទាញម្ដងទៀតយល់ហើយហ្នឹងមានតែឲ្យ presenter របស់យើងនេះទៅទាញយក article មកម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំ copy វាយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែង response message មកណា the response message ចឹងពេល alert ហើយដាក់ចូលមកដល់ដល់ទៀតdc my dog ហ្នឹងមក save នេះទៅដល់ dc my dog ចឹងហ្នឹងចាប់ទៅទាញយកមកមក replace ម្ដងទៀតចឹង hello ចឹង update ចុះដូចគ្នា update delete insert ហ្នឹងវាស្រៀងទៀងគ្នាថាដូរតែ message ហើយនឹង data ដែលបោះទៅឯងចឹងមិនប៉ុណ្ណឹងមានអាយ៉ាតនេះអាប់ដេតមកខ្ញុំ copy path ណាអត់ស្អើសេមិញ copy ទៅដូចដូចគ្នាអាច copy path បានអញ្ចឹងចាំទៅវិញខ្ញុំធ្វើអាបើហើយអាលីតនឹងខ្លួនឯងហ្មងព្រោះឥឡូវដល់មកខបានបញ្ហាបានតែនេះទេអញ្ចឹងចាំបញ្ហា edit ហ្នឹងមកហើយអាចម្លេងមិនអាច design វាស្អាតអញ្ចឹងចាំសេរីខ្លួនឯងណាចុចទៅបើក new page មួយអញ្ចឹងមក edit ឯបានណាបើសិននេះយើងប្រើ page ហ្នឹងមកនេះសម្រាប់ edit edit ទាំង description edit ទាំង title ឯងមកហើយខ្ញុំស្អែកខ្ញុំបង្ហាញមួយយើងប្រើ library វិញជប់ប្រើអា request URL request ហ្នឹងហើយ URL section តែតែយើងអាចមានដូចជា say code សម្រាប់ការវាតិចបោកហ្នឹងបាទការពារ validate ចង់ validate មិនយើងចង់ការពារគ្រាន់ណាកុំឲ្យត្រូវតែវា require ឬក៏មិនអាហ្នឹងយើងទៅ say ពួកឯង custom ហ្នឹងឯងបើចឹងចង់ថាត្រូវបញ្ចូលដល់ length ទេអាហ្នឹងដល់យើង validate ខ្លួនឯងដូចវាមានអា regular expression របស់វាដែរចាំបានដល់ length វិញតែមើលដល់មកស្រាប់ហ្នឹងមកតែតែរត់ទៅវិញអូអាគាត់ load មកទៀតទៅវិញហ្នឹង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 ហ្
Nè trong anh attack box nè. Anh ấy sẽ cái gì? Anh ấy sẽ mồi tới chỗ ấy click vào đấy. Anh lại cái miền 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 đó nhưng mà chạm chỗ. Anh ấy lo đây. Bọn này miên đã tạch phía validate anh ấy đầu đầu à emoji nữa anh ấy còn đầu rồi nhưng mà ấy đã được nhầm lọc khơi ra nhầm lệch bà ra ra nhầm hồ mà mình ấy đây đây chăm do tới quốc